người dân Việt Nam trở thành chuyên gia thẩm mỹ, mặc dù gặp nhiều khó khăn. Nguyễn Li Hao là một người Việt Nam di dân và kết hôn với một người công dân Đài Loan cách đây 22 năm, đã vượt qua nhiều thử thách trong cuộc sống với sự kiên trì phi thường. Do đó, vào tháng 7 năm 2020, cô đã thực hiện hóa ước mơ trở thành một chuyên gia thẩm mỹ và mở một thẩm mỹ viện tại một ngôi nhà mới mua của cô. Câu chuyện đầy cảm hứng của cô đã khuyến khích nhiều người di dân nỗ lực trở thành thương gia và độc lập về tài chính. Bên cạnh đó, cô trở thành hình mẫu cho những người đồng hương của cô. Theo tờ The China Post đưa tin, cô Nguyễn Li Hao đã quan tâm đến việc chăm sóc sắc đẹp và làm móng tay từ khi còn ở trung học. Tuy nhiên, khi mới sang Đài Loan, mặc dù gặp nhiều khó khăn như sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa, rắc rối trong hôn nhân, nhưng cô vẫn kiên trì, cố gắng làm việc nhiều cùng một lúc để dành dụm, đồng thời tham gia các khóa học làm đẹp và ngôn ngữ vào ban đêm. Cuối cùng thì cô đã có được một bằng kỹ thuật viên thẩm mỹ hạng B. Quý vị thân mến, do tiềm lực hạn chế, cô Nguyễn Li Hao bắt đầu kinh doanh dưới hình thức thẩm mỹ viện di động. Sau nhiều năm làm việc chăm chỉ, cô dần dần phát triển được danh tiếng cho cá nhân, mua được một ngôi nhà riêng và mở thẩm mỹ viện Yuli. Quý vị thân mến, cô thường xuyên khuyến khích những người di dân khác phát triển các khả năng chuyên môn, sử dụng câu chuyện khởi nghiệp thành công của cô như một minh chứng giúp cho họ tin tưởng vào cá nhân mình. Kính thưa quý vị.